Từ trước đến nay, chúng ta đều thấy những màn triệu hồi thần sức mạnh Esodia quyền năng bằng những bộ bài thông dụng như thiên sứ ánh sáng, phù thủy từ tầm trung cho đến cao cấp, những màn triệu hồi đặc sắc của thủ thư siêu cấp. Và mới đây là dung hợp triệu hồi của những anh hùng nguyên tố. Đặc biệt hôm nay, chúng ta cùng xem màn triệu hồi Esodia thần thánh bằng bộ bài Hắc Vũ, nghe có vẻ khá mơ hồ phải không nào? Để làm được điều đó, bộ tộc thú có cánh Hắc Vũ đã nhờ bạn bè thân cận của mình là Hạc Thánh để giúp sức, làm trợ thủ đắc lực cho màn triệu hồi thần sức mạnh Esodia quyền năng kia. Vì Hạc Thánh có kỹ năng tiếng Hạc, đó là khi triệu hồi đặc biệt sẽ rút một lá bài trong bộ bài. Nhờ vậy mà khả năng rút bài rất nhanh và đạt được thành công nhanh chóng. Với sự giúp sức của Hạc Thánh, tộc thú có cánh đã làm nên kỳ tích, đem lại một tầm cao mới cho bộ tộc của mình. Ngay bây giờ, chúng ta cùng xem màn triệu hồi Esodia từ bộ tộc này nhé. Trận đấu sắp kết thúc rồi, các bạn thấy thế nào? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những trận đấu hay lần sau.